Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Chuyện gì vậy chứ? Mau bật đèn lên. Chúng tôi muốn xem Nam Thần Trương Hậu. Buổi biểu diễn này còn xem được nữa hay không vậy? Hậu cần của trường này làm việc kiểu gì thế? Chúng tôi đều phải xin nghỉ làm để tới tham gia đó. Phía sau còn có tiết mục của con tôi nữa, phải làm sao đây? Thật là tệ, ngay lúc này lại cúp điện. Tính là tai nạn biểu diễn thôi. Bạn Trương Hạo qua đây một chút. Hiệu trưởng, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vừa điều tra rõ, mạch điện bị hỏng, mọi người đang còn sửa lại rồi, nhưng mà mất khoảng 20 phút nữa. Đã, 20 phút nữa. Ấy, vậy sao được chứ? Xem ra bây giờ chỉ có thể dừng lại thôi. Trời, sao lại xảy ra chuyện đúng lúc quan trọng như vậy? Hiếm khi Nguyệt Hoa muốn thể hiện một chút trước mặt của mẹ của mình. Chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ chỉ có thể kết thúc sơ sài thôi sao? Con gái của cô có vẻ lúng túng nhỉ? Liệu bọn nó có thể giải quyết được tình huống khẩn cấp này hay không? Thưa các vị khách mời, thưa các vị khán giả, do mất điện khẩn cấp, thành thật xin lỗi. Vì thế buổi biểu diễn lần này, đợi đã. Buổi biểu diễn vẫn sẽ được tiếp tục. Mất chút điện có là gì chứ? Học sinh trường Aniston. Không ra trận nếu không có chuẩn bị trước. Đâu phải chúng tôi không có tiết mục dự phòng, đúng không hiệu trưởng? Hả? À đúng đúng đúng. Nói về sự cố mất điện, thật buồn khi không có nó, nhưng vẫn may chúng ta còn có thể dùng đèn flash của điện thoại để tìm lối ra. Cô có biết trong lúc này điều gì tuyệt vọng hơn cả mất điện hay không? Là cái gì? Hai độc thoại. Tên nhóc Trương Hạo này đang tấu hài hay sao? Là điện thoại của em chỉ còn 5% pin thôi. Đúng là kẻ mù đi lạc giữa chiến trường. Được rồi. Làm người dẫn chương trình đâu như vậy? Pha trò cũng trở thành kỹ năng cơ bản, có vẻ tạm thời đã ổn định tâm trạng của khán giả. Tiếp theo đây phải dựa vào cậu đấy, nhanh lên nào. Cô à, xem mượn một chút ha. Đợi đã, phải đăng ký trước mới được. Nguồn sáng. Hay là đừng dùng điện nữa. Tìm thứ đó ở đâu được đây? Nguồn sáng, cần giúp đỡ hay không? Hả? Anh Hạo, chúng tôi tới rồi. Đờ mờ, Ngụy Tổng tự tháo đèn xe của mình ra hả? Nhưng mà cuối cùng cũng kịp rồi. Thưa các vị quý khán giả, buổi biểu diễn sẽ tiếp tục. Giới trẻ luôn bị ép buộc trở thành một ai đó, cũng luôn bị coi thường. Nhưng nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng tôi không sợ gì cả. Chúng tôi không thể nào trở thành bất kỳ ai khác. Chúng tôi chính là chúng tôi. Tiếp theo đây xin dành tặng bài We Are cho tất cả mọi người. Nguyệt Hoa, cố lên. Họ nghĩ chúng tôi chẳng là gì cả. Chúng tôi vô dụng, đừng cảm thấy tiếc cho chúng tôi. Mặc kệ họ nói gì, a thinh dây say cũng không thể nào làm tổn thương trái tim quý giá này. Khi bạn đứng trên bờ vực của tuyệt vọng, còn quá ít kinh nghiệm và đầy dẫy sự bất lực. Dưới chân của bạn không có nền móng vững chắc. Nơi này chính là chỗ dừng chân của bạn. Bởi vì chúng tôi chính là chúng tôi, là màu sắc rực rỡ ở trong đêm tối. Không cần nói với bản thân, bạn trở thành người khác. Hãy đứng lên và dũng cảm nói. Tôi không sợ. Cậu là Trương Hạo, người đã nghe máy của Nguyệt Hoa. Vâng, là cháu, xin lỗi gì? Má, sao người nhà này mang đến cho người khác cảm giác áp lực lớn như vậy chứ? Mẹ, cảm ơn mẹ đã tới xem con biểu diễn. Nguyệt Hoa, lần này con làm rất tốt, không làm mất mặt. Lần tới con mời bạn học Trương Hạo tới nhà chúng ta làm khách đi. Cảm ơn mẹ. Có thể nhìn thấy cảnh tượng này, công sức bỏ ra thật đáng. Hậu trường, mặc dù có chút liều lĩnh, nhưng mà cũng giải quyết được vấn đề rồi, không làm Nguyệt Hoa mất mặt trước mặt của mẹ. Nói sao nhỉ, quả không hổ là mình. Trương Hạo, cậu, bây giờ cậu có thời gian hay không? Hả? Phòng thể dục. Nguyệt Hoa, đây chẳng phải là nơi chúng ta luyện tập hay sao, cậu muốn làm gì? Đừng nói là cậu muốn tập nhé, vết thương trên đầu của tôi vẫn chưa ổn đâu. Không, không phải. Đây là nơi bí mật của chúng ta, vì vậy tôi chọn nơi này, cậu nghe tôi nói đã. Trương Hạo, thời gian qua cùng cậu tập luyện nghiêm túc, tôi thật sự là rất vui. Từ khi chuyển tới lớp này, mỗi buổi sáng tôi đều muốn cùng cậu đi học.
Mỗi giờ giải nào tôi đều hy vọng được nói thêm với cậu vài câu. Mỗi tuần tôi đều hy vọng được cùng chơi với cậu. Cậu biết rất nhiều thứ, tôi rất ngưỡng mộ điều đó. Cậu đã dạy tôi rất nhiều, dạy tôi thế nào là thích, thế nào là bạn bè, thế nào là dám nghĩ dám làm sao để phản kháng, làm thế nào để là chính mình. Nhưng chính vì sự xuất hiện của cậu, tôi đã dần dần không còn là tôi nữa. Thấy cậu vui đùa cùng các nữ sinh khác, ngực của tôi đau nhói, tôi sẽ mất ngủ và gặp ác mộng. Ban đầu tôi còn tưởng mình đã mắc bệnh, nhưng khi hỏi Hoàng Viên Viên tôi mới biết đây không phải là bệnh. Trương Hạo, bây giờ tôi hiểu rất rõ tâm ý của bản thân. Tôi thật sự rất là thích cậu, Trương Hạo. Chúng ta có thể ở bên nhau được hay không? Nguyệt Hoa thật sự là nghiêm túc. Lần đầu tiên cậu ấy nói nhiều như vậy. Ở bên cạnh của Nguyệt Hoa rất là thoải mái. Tính cách và vẻ ngoài đều rất tốt. Nhưng mình đã có chị Cầm rồi. Đây không phải là phong cách của một người đàn ông. Mình không thể nào như thế. Nguyệt Hoa, cảm ơn sự yêu thích của cậu, nhưng tôi không thể nhận nó được. Tôi đã... Nguyệt Hoa, tôi sẽ thích cậu mãi mãi, Trương Hạo, cho dù có thế nào. Tôi sẽ đợi cậu. Sẽ luôn đợi cậu, Trương Hạo. Ơi, trước mặt của chị Cầm mình không thẳng thắn được. Làm gì tốt như Nguyệt Hoa nói. Đờ mờ, làm gì bây giờ? Nguyệt Hoa cũng đã giữ mình lại rồi. Không nghĩ nữa, thay đồ về nhà thôi. Ồ, cái đầu cô ấy. Cô không biết mở cửa đàng hoàng hay sao? Nhanh chóng nhặt đồ dưới đất để che. Hơn nữa, đây là phòng thay đồ của nam sinh. Sao cô lại vào đây? Cậu bớt quản tôi lại. Nguyệt Hoa tỏ tình với cậu rồi. Hả, sao cô biết? Không đúng, cô nghe trộm chúng tôi. Có điều phản ứng của cậu với cô ta tôi cũng khá là hài lòng. Cô hài lòng cái quái gì? Trương Hạo, cậu nhảy cùng Nguyệt Hoa tôi rất khó chịu. Nhưng tôi vẫn tháo đèn xe ra để giúp cậu. Cậu phải bồi thường cho tôi. Có gì từ từ nói, đừng động tay chân. Tôi có thể bồi thường, cô nói đi. Cậu biết không, mỗi người chồng, người cha tốt ở đây đều sẽ mặc quần áo cho vợ mỗi ngày. Vậy tôi muốn cậu... Đợi đã, cô làm gì vậy? Giúp tôi mặc nạ tất. Hấp lực vãi kích. Vãi trưởng. Thật biến thái, vị tổng tài này. Mình nhớ trong thế giới này, giúp phụ nữ mặc tất cũng giống với việc giúp đàn ông thắt cà vạt ở thế giới kia. Đây là trò chơi nhập vai hả?